Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Một nhóm có 6 người, trong đó có 2 Việt Kiều Mỹ đã chết ở trong khách sạn ở Bangkok, nghi là bị đầu độc. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận 6 người Việt gồm có 3 nam và 3 nữ chết ở trong một khách sạn ở quận Lumphini, khu vực Pathumwan, Bangkok, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ. Theo báo Bangkok Post, 4 người Việt Nam có tên là Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. 2 người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Chong Serin, 56 tuổi và Đặng Hùng Văn, 55 tuổi. Cảnh sát Thái Lan thông báo các sĩ quan đã phát hiện ra các thi thể tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, là một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Bangkok với 350 phòng ở quận Lumphini, khu vực Pathumwan, sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều 16 tháng 7. Còn một người khác nữa chưa rõ tung tích. Thiếu tướng Titi Saeng Satwan là tư lệnh cảnh sát Bangkok khẳng định tại hiện trường là không có dấu vết ẩu đả. Cửa phòng nơi tìm thấy các thi thể để mở bởi hôm nay là ngày check out của nhóm khách này. Hành lý đã được đóng gói và để ở gần cửa. Giới chức phát hiện một chất đáng ngờ ở dưới đáy ly trong phòng của khách sạn và nhóm người dường như đã uống trà và cà phê ở trong phòng. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết quá trình điều tra đang tập trung vào các nghi vấn là nạn nhân chết do chất độc. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra chưa kết luận nguyên nhân chính thức. Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh và thẩm vấn nhân chứng để thu thập manh mối. Một số trang tin Thái Lan ban đầu nói rằng đã xảy ra nổ súng. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ thông tin này. Thủ tướng ra lệnh cho tất cả các cơ quan khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch, chính phủ Thái Lan ra tuyên bố. Theo báo Matichong, khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tổ chức họp báo ngay tại hiện trường. Ông cho biết 6 thi thể được cho là đã chết khoảng 24 giờ trước đó. Hiện trường không có dấu hiệu nào của xô xát và bạo lực. Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra chi tiết và sẽ công bố thông tin đầy đủ sau khi có kết quả giám nghiệm tử thi. Du lịch là ngành mũi nhọn của Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế nước này hồi phục chậm sau Covid-19. Hơn 28 triệu du khách ngoại quốc tới Thái Lan vào năm ngoái và chi hơn 33,7 tỷ đô la. Chính phủ Thái Lan dự báo nước này sẽ đón 35 triệu lượt khách nước ngoài vào năm nay nhờ thời gian lưu trú dài hơn và chính sách miễn thị thực cho công dân của một số quốc gia. Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan lại gặp chấn động vào tháng 10 năm 2023 bởi một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở Bangkok gần khách sạn Grand Hyatt Erawan, khiến 2 người ngoại quốc thiệt mạng. Một chú hề gốc Việt ở tiểu bang Pennsylvania luôn được trẻ em yêu quý đã bị bắt vì công việc bí mật thứ hai và được cảnh sát phanh phui. Một nghệ sĩ biểu diễn chú hề trẻ em đã bị bắt sau khi bị cáo buộc là cố gắng bắt đầu một công việc thứ hai với tư cách là một người làm nghề mại dâm. Francis Bùi đã bị bắt khi anh ta gặp một cảnh sát bí mật đóng giả khách hàng. Francis Bùi đã bị cáo buộc là đồng ý quan hệ tình dục với giá là 100 đô la một giờ ở Scranton, Pennsylvania. Anh ấy đã biểu diễn với tư cách là The Amazing Franco và nói với cảnh sát rằng anh ấy đã phá sản sau khi trở về nhà sau chuyến du lịch với một rạp xiếc địa phương và phải chuyển sang mại dâm. Bùi, 28 tuổi, đã đặt một quảng cáo trên một trang web rao vặt địa phương, trong đó chuyên đăng những giao dịch mại dâm, tự quảng cáo mình theo cách khiêu dâm, cảnh sát cáo buộc. Anh ta để lại số điện thoại mà cảnh sát Carbondale đã nhìn thấy và nhắn tin dưới vỏ bọc của một khách hàng tiềm năng
theo một bản khai có thể xảy ra nguyên nhân. Chú Hề Ánh Trăng được cho là đã đồng ý quan hệ tình dục mà không có bao cao su với giá $100 một giờ tại một khách sạn ở Cabo Del, một phần của khu vực tàu điện ngầm Scranton. Cảnh sát đã bí mật gặp Bùi vào thời gian đã thỏa thuận là 9 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 5, sau khi anh ta nói với họ rằng anh ta đang ở trong chiếc xe nào đó và anh ta đã bị bắt. Bùi nói đây là lần đầu tiên anh ta mại dâm và nói rằng anh ta biết điều đó là sai. Cảnh sát cáo buộc trong bản khai có tuyên thệ. Anh ấy nói rằng hết tiền nên anh ấy đang bán dâm để bổ sung thu nhập của mình. Anh ấy thừa nhận là đồng ý gặp nhau để quan hệ tình dục với số tiền là $100. Bùi sẽ phải đối mặt với tòa án quận Cabo Del vào ngày 16 tháng 8 cho một phiên điều trần sơ bộ. Đóng giả chủ nhà để thu tiền đặt cọc, một ông Montreal gốc Việt đã bị buộc tội lừa đảo. Cảnh sát Montreal bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi sau khi bị tố cáo là đóng giả làm chủ nhà để lừa người thuê nhà trả tiền đặt cọc cho những căn chung cư không tồn tại ở trên đời, theo đài CBC. Hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 7, tại tòa án Montreal, Lành Văn Vương đã bị buộc tội đột nhập trái phép và lừa đảo hơn $5,000 Canada. Mặc dù cảnh sát không tiết lộ tất cả các thủ đoạn, nhưng họ cáo buộc bị cáo có hành vi lừa đảo tinh vi. Cảnh sát cho biết bị cáo liên lạc với nạn nhân bằng cách trả lời các bài viết trên mạng xã hội từ những người đang cần tìm chung cư. Bị cáo nhắn tin cho họ nói rằng bị cáo là chủ nhà đang cho mướn một căn chung cư đẹp với giá phải chăng, hoặc là tự đăng quảng cáo. Sau đó thì bị cáo đột nhập vào những căn chung cư không có người ở và cho nạn nhân ghé xem chung cư trước khi yêu cầu họ ký hợp đồng thuê giả mạo và đưa cho bị cáo 1 hoặc 2 tháng tiền thuê nhà làm tiền cọc. Lành còn bị tố cáo là lợi dụng chính chung cư của mình để thực hiện hành vi lừa đảo. Ông ta đang bán cho nạn nhân một thứ viễn vông, Sabrina Gauthier, phát ngôn viên cảnh sát Montreal cho biết. Các nạn nhân không hề biết họ bị lừa cho tới ngày dọn nhà. Tình cảnh này thật là đáng buồn. Có những gia đình tưởng ngỡ rằng mình tìm được một nơi lý tưởng để an cư lạc nghiệp, nhưng bỗng chốc hóa thành dân vô gia cư, Gauthier nói. Những gì xảy ra tiếp theo là họ có thể trình báo với cảnh sát, nhưng mà đâu mà ở bây giờ, cuộc khủng hoảng nhà cứ thế mà tiếp diễn. Gauthier cho biết cảnh sát nhận được hơn 10 lá đơn tố cáo, nhưng không xác nhận chính xác là bao nhiêu. Cho tới khi diễn ra phiên tòa xét xử Lành, cảnh sát tin rằng vẫn có nhiều nạn nhân chưa từng đệ đơn tố cáo và đang kêu gọi họ trình báo. Một người đàn ông gốc Việt là cư dân của tiểu bang Virginia đã chết vào hôm thứ Hai trong một vụ đuối nước ở Surf City, các nhà chức trách cho biết. Sở cứu hỏa Surf City đã đến nơi khi nghe báo cáo về một người đang bơi lội thì bị gặp nạn vào khoảng 11 giờ 26 phút sáng ở gần số 1820 North Shore Drive. Nhà chức trách xác định nạn nhân có tên là Minh Hà Nguyễn, 57 tuổi, ở Richmond, Virginia. Khi nhân viên cứu hộ đến thì họ tìm thấy những người đang chăm sóc một nạn nhân bị đuối nước. Nhà chức trách cho biết những người này đã bắt đầu hô hấp nhân tạo cho ông Minh Nguyễn. Nhân viên cứu hộ bắt đầu đánh giá y tế và tiếp tục với những nỗ lực hô hấp nhân tạo. Sở cứu hỏa Penn EMS và Sở cứu hỏa SUP đã hỗ trợ để cứu nạn nhân. Sai lầm độc hại khi rửa chén bát mà nhiều người đã phạm phải. Trong việc rửa chén bát, một số thói quen cực kỳ phổ biến mà mọi người tưởng là vô hại, thực chất lại khiến cho sức khỏe của gia đình đối mặt với nguy cơ khá lớn. Sai lầm độc hại khi rửa chén. Rất nhiều người mắc phải những thói quen xấu dưới đây và tác hại của chúng lớn hơn rất nhiều so với hình dung của họ. Thứ nhất là chất bát đũa bẩn thành đống. Nhiều người có thói quen ngâm tất cả bát đũa bẩn vào trong chậu mà không rửa ngay sau khi ăn.
Hành động này đã tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Vi khuẩn có thể bắt đầu xâm nhập vào bát đĩa trong khoảng từ 1 đến 4 tiếng và phát triển mạnh mẽ sau từ 8 đến 18 tiếng. Bát đũa bẩn xếp chồng lên nhau cũng có nguy cơ lây nhiễm chéo, khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Cách làm đúng là chia bát đĩa theo từng loại thức ăn và rửa ngay sau khi ăn. Bạn nên rửa bát đĩa không có dầu mỡ trước, sau đó đến bát đĩa dính nhiều dầu mỡ. Bát đĩa đựng thức ăn chín nên rửa trước, còn bát đĩa đựng thịt sống hoặc đồ ăn sống thì rửa sau cùng. Đổ trực tiếp nước rửa bát lên bát đĩa bẩn. Đây cũng là sai lầm độc hại khi rửa bát mà nhiều người phạm phải. Việc đổ trực tiếp nước rửa bát lên bát đĩa bẩn không giúp tẩy dầu mỡ tốt hơn, mà còn gây lãng phí nước và lạm dụng chất tẩy rửa. Nếu sau đó bạn rửa không kỹ thì chất tẩy rửa còn bám dính ở trên bát đĩa, có thể xâm nhập vào cơ thể gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa như tiêu chảy và đau bụng. Bạn cần pha loãng nước rửa chén bát với một ít nước trước khi rửa. Dùng hỗn hợp này để rửa bát đĩa nhằm bảo đảm an toàn và tiết kiệm hơn. Thứ ba là lạm dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy rửa thường chứa phụ gia nhân tạo và việc sử dụng quá mức có thể để lại dư lượng hóa chất trên bát đĩa. Để hạn chế tác hại của chúng, bạn có thể tận dụng các chất tẩy rửa tự nhiên như nước vo gạo, muối hoặc là vỏ chanh để rửa chén bát. Nếu dùng nước rửa chén, nên dùng một lượng vừa đủ, tráng bát đĩa nhiều lần dưới vòi nước để loại bỏ hết chất tẩy rửa. Thứ tư là cọ sát đũa vào nhau. Nhiều người có thói quen cọ sát cả đống đũa vào nhau vì nghĩ rằng cách này giúp làm sạch nhanh và tiện lợi. Thực ra thì hành động này có thể làm hỏng lớp bảo vệ bên ngoài của đũa, tạo ra các vết nứt nhỏ khiến cho bề mặt đũa trở nên thô và ráp, tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật phát triển và có thể làm lây nhiễm chéo vi khuẩn từ đũa của người này sang đũa của người khác. Bạn nên dùng miếng rửa chén bát để rửa sạch từng chiếc đũa, loại bỏ dầu mỡ và bọt xà phòng bám trên đó. Nếu đũa dính chất nhờn khó làm sạch, có thể dùng nước nóng tráng qua trước khi rửa sạch, rồi lau khô hoặc phơi nắng. Thứ năm là dùng mãi một miếng rửa chén bát. Một sai lầm độc hại khi rửa chén bát cực kỳ phổ biến là không thay miếng rửa chén bát thường xuyên. Một nghiên cứu của Charles Geba là nhà vi sinh vật học tại Đại học Arizona cho là có khoảng 10 triệu vi khuẩn trên 2.54cm² miếng rửa bát, trong khi bồn cầu chỉ có khoảng 50 vi khuẩn trên 2.54cm². Vi khuẩn trên miếng rửa bát phát triển và phân chia mỗi 20 phút nên nó bẩn gấp nhiều lần bồn cầu. Tốt nhất bạn nên thay miếng rửa chén bát 2 tuần một lần. Trong nhà bếp, khăn lau cũng nên được phân loại. Khăn lau tay và khăn lau bếp phải riêng biệt để tránh vi khuẩn lan truyền sang nhau. Miếng rửa bát sau khi sử dụng cũng cần phải được phơi khô kỹ. Thứ 6 là cất bát đũa khi chưa khô. Việc không lau hoặc là phơi khô bát đũa trước khi cất đi sẽ tạo ra môi trường ẩm ướt, là thiên đường cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra, môi trường ẩm ướt còn có thể sản sinh ra chất gây ung thư nghiêm trọng như aflatoxin. Sau khi rửa sạch bát đũa, bạn nên lau khô và phơi nắng trước khi cất ở nơi khô ráo, thoáng mát, nên chọn giỏ đựng đũa có lỗ thoáng khí để tránh đọng nước. Thứ 7 là không khử trùng bát đĩa. Bạn rửa bát đĩa sạch đến đâu cũng không thể rửa trôi hết vi khuẩn được. Khử trùng thường xuyên là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn hoàn toàn. Nếu có thể nên sử dụng máy sấy bát để tiệt trùng bát đĩa ở nhiệt độ cao. Nếu không có máy sấy bát, bạn có thể ngâm bát đĩa trong nước sôi khoảng từ 3 đến 5 phút để khử trùng. Sử dụng bộ bát đĩa trong nhiều năm. Vật dụng nào cũng có hạn sử dụng nhất định. Bát đĩa sử dụng nhiều năm đã có vết nứt vỡ nên được thay thế để bảo đảm an toàn, đặc biệt là đũa và thớt làm từ gỗ dễ bị nấm mốc, mối mọt và chảy xước, trở thành nơi tích tụ vi khuẩn. Rửa bát đúng cách không chỉ giúp bát đĩa sạch sẽ mà còn bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Hãy tránh các sai lầm độc hại khi rửa chén bát, kiểm tra và điều chỉnh thói quen của bạn ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe gia đình và bảo đảm môi trường nhà bếp sạch sẽ và vệ sinh. Trong con gà có 3 phần siêu béo, nếu ăn thì không khác gì như là uống dầu. Những bộ phận của gà không nên ăn. Thịt gà có hàm lượng protein cao và là lựa chọn hàng đầu của nhiều người muốn tăng cơ và giảm mỡ. Tuy nhiên, bác sĩ giảm cân cũng nhắc nhở
không phải bộ phận nào trong con gà cũng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ba phần bao câu, da và cổ, không chỉ chứa đựng cholesterol cao mà còn chứa nhiều độc tố. Phao câu, nhiều người rất thích ăn phao câu gà vì hương vị đặc trưng và béo ngậy. Thậm chí có người còn nghĩ rằng lượng da lớn ở trong phao câu gà có thể bổ sung collagen cho cơ thể. Tuy nhiên, phao câu là bộ phận có hàm lượng chất béo lên tới 90% nếu ăn giống như uống mỡ vậy. Cùng với đó, phao câu gà cũng chứa lượng lớn các tuyến bạch huyết. Các đại thực bào trong tuyến bạch huyết có thể hấp thụ vi khuẩn và virus gây bệnh như không thể phân hủy mà lưu trữ chúng. Ngoài ra, gà cần phải được tiêm kháng sinh trong quá trình sinh trưởng. Một số loại kháng sinh tan trong mỡ nếu thời điểm cho tiêm kháng sinh quá gần với thời điểm giết mổ. Kháng sinh hòa tan trong mỡ sẽ được hấp thụ vào cơ thể của con người, gây ra bệnh đường tiêu hóa hoặc thậm chí là ung thư gan. Da gà sau khi nướng hoặc chiên thì có hương vị thơm ngon nhưng lại không tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của Nhật Bản, ở dưới da động vật có rất nhiều loại kháng sinh, hormone, độc tố tan trong chất béo, có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa độc tố của gan. Lin Jialiang, cựu giám đốc khoa độc chất lâm sàng tại bệnh viện Linh Kiêu Changgung, Đài Loan, Trung Quốc cho biết, từ góc độ độc tính, thực phẩm giàu chất béo có nhiều khả năng kết hợp với nội tiết tố nữ hơn thực phẩm thông thường. Ăn da gà không chỉ dễ dẫn đến béo phì mà con gái còn có xu hướng dậy thì sớm. Sau khi nướng, cholesterol ở trong da gà bị oxy hóa, tạo thành các sản phẩm oxy hóa cholesterol gây tác hại lớn cho cơ thể của con người. Vì vậy, tốt nhất nên loại bỏ da gà trước khi nấu. Cổ gà có rất ít thịt ở khu vực này nhưng lại tập trung khá nhiều mạch máu và tuyến bạch huyết. Một số tuyến giải độc tập trung ở phần mỡ ở dưới da cổ, nơi chứa cholesterol cao, tốt nhất không nên ăn bộ phận này. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Ngọc Tuấn cho biết, để tránh nạp quá nhiều calo cho cơ thể, cũng như vẫn có thể hỗ trợ bổ sung protein và các dưỡng chất tổng hợp collagen, có thể lựa chọn những phần thịt ít mỡ và nhiều dưỡng chất hơn như đùi gà. Cụ thể là đùi gà có những công dụng sau đây. Thứ nhất là bổ sung một lượng lớn protein. Thịt đùi gà chứa lượng lớn protein và mềm thơm, dễ ăn hơn là thịt ức. Có thể nói đây là phần của con gà chứa hàm lượng protein cao và ít chất béo. Ăn một đùi gà nhỏ khoảng 100g cũng có thể dễ dàng bổ sung ít nhất là 20g protein. Điều này không chỉ có lợi cho việc duy trì sức khỏe của làn da mà còn ngăn ngừa lão hóa. Cùng với đó, thịt đùi có hàm lượng đạm cao và con người có khả năng dễ dàng hấp thụ. Tăng cường thể lực và bồi bổ cơ thể, phần thịt này cũng chứa phospholipid, có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của con người. Thịt gà có tác dụng chữa suy dinh dưỡng và suy nhược rất tốt. Thứ hai là bổ sung khí huyết. Cùng với đó, hàm lượng axit amin, kali sunfat cũng như vitamin A cao hơn nhiều so với thịt bò và thịt lợn. Đùi là vị trí thường xuyên vận động, có xu hướng sẫm màu hơn do sự tăng cường oxy hóa của các cơ, cũng là nguồn cung cấp sắt và kẽm tốt hơn các bộ phận khác của gà. Nhờ đó mà thịt đùi cũng có tác dụng làm ấm cơ thể và bổ sung khí huyết. Thiếu hụt dinh dưỡng, kích hoạt mạch máu, kinh nguyệt không đều, mệt mỏi do thiếu máu. Thứ ba là tốt cho sức khỏe của tim mạch. Theo các nghiên cứu, thịt gia cầm không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Những người ăn một phần thịt gia cầm mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 19% so với những người ăn lượng thịt đỏ tương ứng. Với những người thường thích ăn thịt, nếu có thể thay thế thịt đỏ bằng thịt gia cầm, thì sức khỏe sẽ được cải thiện rất nhiều và nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu có thể giảm bớt. Thứ tư là kéo dài tuổi thọ. Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Nature cho thấy việc thiếu taurin là nguyên nhân gây ra lão hóa. Việc bổ sung taurin một cách hợp lý có thể cải thiện nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, cũng như là kéo dài tuổi thọ.
trong các bộ phận của gà thì những phần thịt sẫm màu hơn như đùi chứa lượng taurin lớn nên cũng có khả năng giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong thịt đùi cao hơn ức gà khoảng 1,5 lần. Nhưng cholesterol không phải lúc nào cũng gây họa. Việc bổ sung đúng cách cũng mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể, bởi nó là thành phần của tế bào con người và là điều kiện tiên quyết để tổng hợp nhiều hormone, vitamin quan trọng. Tuy nhiên, đối với những người có hàm lượng cholesterol và lipid máu cao thì nên chú ý kiểm soát lượng cholesterol nạp vào. Tổng lượng tiêu thụ nên được kiểm soát trong khoảng 200 mg. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.